chúng ta sẽ có rất là nhiều tiêu chí để lựa chọn một cái sản phẩm khi mà mình diện trong một dịp nào đó, đặc biệt là dịp Tết. Việc đầu tiên mà chúng ta nên lưu ý đó là chúng ta lựa chọn màu sắc. Tết sẽ là cái dịp mà chúng ta đón một cái năm mới, thì những cái trang phục mà với màu sắc tươi sáng, rực rỡ, ví dụ như là màu đỏ này, màu vàng, màu hồng, màu trắng sẽ là những ưu tiên đầu tiên, với cái hy vọng là một năm mới thì chúng ta sẽ có nhiều may mắn. Và cái tiêu chí thứ hai mà chúng ta nên lưu ý khi lựa chọn trang phục Tết đó chính là mình lựa chọn một trang phục để phù hợp với hoàn cảnh không gian mà chúng ta sẽ đi. Vào mùng 2 chúng ta sẽ đi chúc Tết gia đình, người thân, những người lớn tuổi, thì chúng ta sẽ lưu ý lựa chọn những cái trang phục mà nó kín đáo, tế nhị, tinh tế, nhưng tất nhiên là vẫn phải tát lên vẻ đẹp của chúng ta rồi ạ. Ví dụ như các bạn có thể để ý những cái chiếc đầm như thế này, những chiếc đầm dài, có tay dài thì sẽ làm tôn lên cái vẻ đẹp của người phụ nữ, nhưng mà vẫn không kém phần kín đáo tế nhị. Chúng ta sẽ có những cái buổi họp lớp, buổi đi chơi với bạn bè, khi đó chúng ta lại lựa chọn cái thiết kế mà nó trẻ trung hơn, năng động hơn, thể hiện được cái cá tính của mình. Thì ví dụ như ở đây tôi có một cái thiết kế như thế này ạ. Các bạn trẻ rất là chuộng những cái thiết kế dáng A ngắn như thế này, và vẫn là rất là đẹp, lịch sự đúng không ạ? Nhưng mà nó lại rất là trẻ trung và toát lên cái cá tính của người sử dụng. Và một cái yếu tố tiếp theo ạ mà chúng tôi lưu ý mọi người đó là cái trang phục phù hợp với cả thời tiết. Tùy từng thời tiết mà chúng ta sẽ lựa chọn cái sản phẩm này nó có chất liệu như thế nào, kiểu dáng như thế nào. Màu sắc trên một set đồ thì chúng ta không phối quá 3 màu, phối thêm phụ kiện có thể là sẽ là hoa tai này, bông cài tóc, vòng, túi hoặc là giày, thì sẽ tạo nên một điểm nhấn rất là riêng biệt cho sản phẩm của mình.